Đồ này là màu nguyên zin của nhà máy nhá, phiên bản cao cấp. Đối với lại phiên bản này thì bên cửa hàng em đang hỗ trợ anh chị với mức giá là từ 47 triệu nha. Mình mua góp thì đưa chúc em từ 8 đến 10 triệu em có thể hỗ trợ anh chị lên hồ sơ mua góp nhận xe ngay thôi. Hello, xin chào mọi người ạ. Em là Lệ, nhân viên tư vấn cửa hàng xe máy An Thế Phát Nam Tân Uyên, địa chỉ ở khu phố Khánh Bình, Nam Tân Uyên, Bình Dương. Cảm ơn mọi người đã kích vào xem video của em. Hôm nay thì em sẽ cập nhật một số dòng xe tay côn cũng như là dòng xe tay ga nha. Ở bên cạnh em là một mẫu xe tay côn đang được rất là nhiều bạn yêu thích nha. Đây là tem mới 2022 của dòng Suzuki Raider. Đây. Hiện tại thì đối với lại phiên bản 2022 này thì bên cửa hàng em đang hỗ trợ anh chị với mức giá là từ 49 triệu đồng thôi nha. Mình mua góp thì đưa trước cho em từ 4 đến 5 triệu thôi. Tại vì nhiều bạn có nhắc là tại sao mà những clip của cửa hàng em chỉ sơn, chỉ chủ yếu là quay màu 3D thôi mà không có màu zin ý. Thì đây là những màu zin bên cửa hàng em có sẵn nha. Ngoài hai màu này thì bên cửa hàng em vẫn đang còn đầy đủ tất cả các màu của phiên bản 2022 cũng như là phiên bản 2021 thì đều còn đầy đủ nha. Mình muốn mua màu nào thì cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của em là 0967667095 hoặc em Lệ để em gửi hình cũng như là quay video cận cảnh xem mà mọi người đang quan tâm nha. Đây. Ở bên này cũng là một em xe màu đỏ đô đã vắng dáng bóng khá lâu rồi nha. Màu này thì cháy hàng liên tục và không có nhập được xe, nhưng mà hiện tại thì cửa hàng em cũng đã về xe để mọi người phục vụ anh chị nhu cầu mua sắm của mọi người rồi đấy ạ. Màu đỏ đô này là màu nguyên zin của nhà máy nha, phiên bản cao cấp. Đối với lại phiên bản này thì bên cửa hàng em đang hỗ trợ anh chị với mức giá là từ 47 triệu nha. Mình mua góp thì đưa chúc em từ 8 đến 10 triệu em có thể hỗ trợ anh chị lên hồ sơ mua góp nhận xe ngay thôi. Ngoài phiên bản cao cấp này ra thì bên cửa hàng em có đầy đủ tất cả 4 phiên bản nha. Mình thích mà mua màu nào hoặc là muốn độ màu nào, đặc biệt là màu độ của Vision thì bên cửa hàng em độ màu sẵn là nhiều. Anh chị quan tâm dòng xe này thì cứ liên hệ trực tiếp để em gửi hình video cũng như là báo giá cụ thể cho mình từng phiên bản nha. Đây là em xe Vario 160, cũng là một dòng xe đang được rất là nhiều anh quan tâm. Đặc biệt là dòng xe này thì bên cửa hàng em cũng đang đi xe rất là nhiều rồi nha, với mức giá cực kỳ tốt, đặc biệt là phân khúc máy. Dòng xe Vario 160 thì đã được thay đổi hoàn toàn về thiết kế cũng như là động cơ máy móc, với mức giá cực kỳ tốt, với mức giá chỉ từ 53 triệu đối với bản CBS, còn bản ABS thì giá chỉ từ 62 triệu thôi. Thì cũng là một dòng xe rất là đáng quan tâm để mình có thể thử sức với lại phân khúc máy mới cũng như là động cơ mà hoàn toàn mới nha. Dòng xe này thì bên cửa hàng em hỗ trợ mình trả trước cho em từ 7 đến 10 triệu với phiên bản CBS, còn bản ABS thì anh chị cũng đưa trước cho em từ 15 đến 17 triệu thôi là em có thể hỗ trợ mình sở hữu em này rồi nha. Đây là hai màu bên cửa hàng em là màu zin của nhà máy nha. Ngoài những màu này thì bên cửa hàng em có hỗ trợ sơn lại màu rất là nhiều nha. Có những màu ví dụ như là phiên bản màu xám này, xám xi măng của AB125 thì hầu như là sơn lên đều có khách hàng qua lấy luôn nha. Nên là mình có muốn hỗ trợ màu sơn màu nào nữa thì cũng liên hệ qua Zalo để em hỗ trợ cho anh chị luôn nha. Đây ạ. Rất là nhiều màu nha mọi người. Màu bóng và màu nhám thì bên cửa hàng em đều có đầy đủ hết nha. Mình có dòng xe đang cháy hàng đi ạ, Vario 150 và 125 nha. Đây chủ yếu là bên cửa hàng em trưng màu 3D thôi nha. Anh chị muốn màu zin thì đang bên cửa hàng em có sẵn ở ngoài kho, nên là mình muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp để em gửi hình cho anh chị nha. Ở đây là bên cửa hàng em hỗ trợ sơn lên màu xanh rồi, anh chị có thể thấy nha. Đây là màu xanh lá cây, còn đây là màu xanh ngọc nha. Nhưng mà đặc biệt là mình lấy màu xanh nào ấy thì mình cũng đều có thể sơn lên màu xanh khác được nha. Ví dụ như là màu, đây là cửa hàng em sơn sẵn màu xanh này là màu xanh xanh lá mạ. Nhưng mà mình anh chị đi một thời gian chán mình không thích nữa thì mình có thể đổi qua màu xanh ngọc hoặc là màu xanh GB, đều hợp lệ với cả vẹt của mình, của xe của mình hết nha. Đối với những màu zin bị cửa hàng em đang hỗ trợ với mức giá là từ 52 triệu, còn màu 3D thì anh chị cộng thêm xem từ 1,5 triệu đến 2 triệu tùy màu sơn nha. Đây là một màu đỏ nha. Màu đỏ này thì cũng nói chung là màu đỏ này thì sơn lên tất cả các dòng xe rồi và nó cực kỳ bền màu. Đặc biệt là những màu sơn 3D này thì bên cửa hàng em đang bảo hành cho mình trong vòng 2 năm về chất lượng sơn nha. Có bong chóc gì thì ghé cửa hàng em hỗ trợ mình sơn lại không mất tiền nha.
Nhưng mà đặc biệt là những cái màu sơn này thì bên cửa hàng em đều gửi về nhà máy sơn, nên là chất lượng sơn nó cũng không khác gì với lại màu 3D hết, với lại màu nguyên zin của nhà máy hết. Và hầu như là cũng chưa có trường hợp nào khách hàng phản ánh là bị nổ sơn hoặc là bị bong tróc gì hết nha. Đây, đây cũng là một màu zin của dòng xe Vario 125 nha. Ngoài màu đen bóng này thì bên cửa hàng em cũng có sẵn màu đen nha, màu đen nhám, màu zin của dòng xe này luôn nha, với mức giá là từ 52 triệu thôi. Anh chị mua góp thì đứng trước tụi em từ 7 đến 10 triệu nha. Đây cũng là một màu hồng mà được rất là nhiều các bạn nữ yêu thích nha. Màu hồng baby, mũ màu trắng cực kỳ xinh luôn đi ạ. Màu này thì bên cửa hàng em hỗ trợ lên cả vẹt cho mình là màu trắng hồng nha. Nhưng mà mình không thích màu hồng nhạt này thì mình có thể sơn lên màu hồng đậm, nó đều hợp lệ với cả vẹt luôn nha. Đây cũng là rất là nhiều màu đây, chủ yếu bên cửa hàng em hỗ trợ sơn màu 3D nha. Còn bên này là, đây là màu zin của nhà máy mọi người nha. Màu xanh nhám cũng là một màu rất là hot của Vario 150. Và hiện tại thì 125 thì bên cửa hàng em vẫn còn sẵn màu này nha. Anh chị muốn mua màu nào hoặc là muốn sơn màu nào thì có liên hệ trực tiếp để em hỗ trợ cho anh chị luôn nha. Ở bên này là Vario 160 nha. Nói chung là cửa hàng em đầy đủ tất cả các dòng xe luôn đấy ạ. Vario 160 thì hiện tại bên cửa hàng em đang hỗ trợ anh chị với mức giá là từ 59 triệu thôi nha. Đặc biệt là Vario 160 thì vẫn đang được hỗ trợ với lại thang phanh ABS. Và đặc biệt là nó có thêm động cơ là SP cộng nha. Thì liên hệ thì có thể trực tiếp với em để em hỗ trợ nha. Anh chị mua dòng xe này thì đưa trước cho em từ 12 đến 15 triệu là em có thể hỗ trợ mình nhận xe ngay rồi. Và đặc biệt nữa là một dòng xe đã bị bỏ mẫu trên thị trường khá lâu rồi là AB 125 2019 thì hiện tại bên cửa hàng em có sẵn xe nha. Đặc biệt là cửa hàng em hỗ trợ sơn lại màu cho mình luôn rồi. Đây là phiên bản tem sơn của AB phiên bản giới hạn nha. Giá cực kỳ tốt, em này bên cửa hàng em đang hỗ trợ với mức giá là từ 41 triệu thôi. Đặc biệt là hỗ trợ anh chị mua góp không cần trả trước luôn. Mức giá cực kỳ tốt và trả trước thì mình không cần trả trước cũng có thể còn mua xe ngay rồi. Anh chị chỉ cần cầm theo giấy chứng minh nhân dân cộng với lại bằng lái xe hoặc chứng minh nhân dân cộng với hộ khẩu nhá. Anh chị nào mà có căn cước công dân gắn chip rồi mình không cần giấy tờ kèm theo nữa. Nhưng mà nếu mà anh chị chỉ có chứng minh nhân dân thôi và hộ khẩu của mình ở quê không gửi lên được ấy thì mình có thể chụp hình hộ khẩu gốc, hoặc là không cần chụp hình hộ khẩu gốc mà chỉ cần mình chứng minh nhân dân không thì bên cửa hàng em vẫn hỗ trợ mình lên hồ sơ mua gốc nhận xe ngay bình thường nha. Vì cửa hàng em hiện tại đang hỗ trợ mình 6 ngân hàng với mức lãi suất cực kỳ ưu đãi. Anh chị nào mà mình có điều kiện thì anh chị đưa trước cho em từ 40% thôi. Mặc dù là mình mua gốc thì em vẫn hỗ trợ anh chị nhận cả vẹt gốc khi mà công an gửi cả vẹt cho cửa hàng luôn. Và đặc biệt là lãi suất cực kỳ ưu đãi nha. Những anh chị khách hàng nào mà mình qua cửa hàng em mua xe mà liên hệ trước với em Lệ, hoặc qua cửa hàng em nói là có liên hệ trước với em Lệ này, xem video của em Lệ này, thì em sẽ trực tiếp hỗ trợ mình mua xe và giảm giá trực tiếp cho anh chị 1 triệu đồng tiền xăng xe và những phần quà đặc biệt ưu đãi nha. Mình xem video thì nhớ cho em mua xin một nút like và một nút đăng ký kênh để mình có thể cập nhật giá xe bên cửa hàng em tốt nhất nha. Cảm ơn anh chị ạ.